miếng trầu ớ nghề phu thê, mẹ cha đã định em về với anh. Đâu rồi áo tím áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Nghi thức khai gù sâm anh của chú rể Giang Hoài Trương sẽ đi cùng cô dâu Bùi Thị Thảo Linh của ekip chương trình Dịch Vụ Thành Phố. Chúng tôi xin phép được bắt đầu. Xin quan chào đón tất cả quý vị quý cùng tất cả quý vị quyền đang chúc thời gian vĩ báo về đi chung vui cũng như chúc mừng ngày hạnh phúc của chú rể Hoài Trương sẽ chi cùng của dâu Thảo Linh. Và thay mặt gia đình xin gửi đến quý vị 999 lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Và chúc quý vị ngàn sự như mơ, chiều sự như ý, tỷ sự bất ngờ và vạn lần hạnh phúc. Thưa quý vị, tình yêu hôn nhân là sự việc trọng đại mang hạnh phúc lớn lao của đời người. Đó là niềm ước mơ hoài bão niềm khát khao nhất của đôi lứa yêu nhau. Ngày đêm mong ước chờ đợi, chờ bao tháng đợi năm chờ. Những ước mơ chung đôi đến ngày hôm nay đã thành sự thật của chú rể Hoài Trương và của dâu Thảo Linh. Kính thưa quý vị, từ tình yêu đi đến hôn nhân, chú rể Hoài Trương và của dâu Thảo Linh, hai bạn đã trải bao xúc cảm cung bậc của tình yêu. Và để rồi hôm nay, chú rể Hoài Thương đã chính thức chinh phục được trái tim của Thảo Linh và chinh phục được sự yêu thương của ông bà, cha mẹ, họ tộc hai bên. Và ngày hôm nay cũng là ngày lành tháng tốt và được sự cho phép của ông Giang Ngọc Thương và bà Nguyễn Thị Hồng Lạc và ông Bùi Văn Tài và bà Hồ Thị Kim Trung trai bàn đi trên một chuyến xe mang biển số hôn nhân, cặp bến gia đình, tình yêu và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, cuộc sống chúng ta lúc nào cũng hạnh phúc hơn và sẽ tươi đẹp hơn. Đó là cùng người mình yêu bước lên ngưỡng cửa hôn nhân, xây dựng nên tổ ấm gia đình, tình yêu và hạnh phúc. Thì chúng ta mới biết trong ma đua nợ một giờ mà không bằng một phút đợi chờ hôm nay. Và ngày hôm nay là ngày tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất của đời Bình Hương. Vậy nên bác Trường sẽ mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng mắt về cầu hoa, cùng cho một tràng vỗ tay thật lớn, thật to và thật dài để chào đón đôi Tân Lang và Tân Giai Nhân. Kính thưa quý vị, chú rể Hoài Trương của dâu Thảo Linh, hai bạn đang tay trong tay trong cái cuộc lộng lẫy nhất của đời người đang tiến về cổng hoa trong sự yêu thương đón chào của tất cả quý vị. Tay anh nắm lấy tay em, cùng nhau bước đến con đường tình yêu. Thưa quý vị, người Việt Nam chúng ta cũng có câu nói rằng cây có cội thì nước có nguồn. Và chính vì trong ngày trọng đại hôm nay, trong ngày lễ tân hôn thì chúng ta cũng không thể nào không thích đến những đánh sinh thành dân dục. Dẫu biết rằng cứ mừng là chồng, đó là trách nhiệm bổn phận của bậc làm cha làm mẹ dành tặng cho con cái. Và bác Trường thay mặt cho ekip chương trình Dịch Vụ Nấu Ăn Thành Phố giờ đây cũng trân trọng kính mời đến đại diện chủ hôn nhà trai, trân trọng kính mời ông Giang Ngọc Thương và bà Nguyễn Thị Hồng Lạc. Và xin tất cả quý vị chúng ta cùng cho một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón đại diện chủ hôn nhà trai. Và kết hợp với gia đình chủ hôn nhà trai, bác Trường trân trọng kính mời đến gia đình chủ hôn nhà gái, trân trọng kính mời ông Bùi Văn Tài và bà Hồ Thị Kim Trung. Một tràng vỗ tay thật lớn cùng chào đón đến đại diện chủ hôn nhà gái. Tình trong một khách thì nghĩa dài trăm năm. Đại diện chủ hôn nhà trai ông Giang Ngọc Thương và bà Nguyễn Thị Hồng Lạc, và đại diện chủ hôn nhà gái ông Bùi Văn Tài và bà Hồ Thị Kim Trung cùng chú rể Hoài Trương của dâu Thảo Linh xin gật đầu kính chào đến quan viên họ toàn thể khách quý bằng lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất.
vâng, kính thưa quý vị, giờ sự hiện diện trên sân khấu thì gia đình đại diện chủ hôn nhà trai, chủ hôn nhà gái, chú rể Hoàng Trương, cô dâu Thảo Linh là những người rất hạnh phúc. Và trong niềm hạnh phúc hôm nay, gia đình chủ hôn nhà trai, chủ hôn nhà gái rất xúc động không thể nào nổi lên lời. Cảm ơn đến tất cả quý vị khách quý cùng tất cả quý công viên. Võ Văn Trường mượn lời đến gia đình chủ hôn nhà trai cũng như chủ hôn nhà gái. Thứ nhất, cảm ơn những tấm chân tình rất là quý báu của tất cả quý vị khách quý cũng như họ nhà gái đã đến chút thời gian rất là quý báu về đây chung vui cũng như chúc mừng ngày hạnh phúc của Hoài Thương và của dâu Thảo Linh. Võ Văn Trường thay mặt hai gia đình kính chúc tất cả quý vị được sức khỏe, dồi dào, an khang thịnh vượng và chúc với gia đình chủ hôn nhà trai một buổi tiệc thật là ngon miệng. Và chúc lúc chưa đầy cùng có điều gì sơ sót, mong tất cả quý vị chúng ta cùng niềm tin và bỏ qua cho hai gia đình cho ngày vui hôm nay. Và một lần nữa thì Văn Trường thay mặt cho tất cả ekip chương trình Chiến Chủ Thành Phố cảm ơn gia đình chủ hôn nhà trai đã tạo điều kiện cho tất cả ekip về đây phục vụ cho chương trình lễ tân hôn. Và kính thưa đến tất cả quý vị, khi nhắc đến cung bậc tình yêu thì chúng ta cũng không thể nào không nhắc đến rượu tượng trước cái tình yêu cao cả. Vì thế Văn Trường sẽ mời chú rể Hoài Trương của dâu Thảo Linh hai bạn chúng ta cùng tiến về thắp ly. Để tất cả quý vị khách quý cùng tất cả quý công viên, chị Đinh Văn Trường sẽ mời tất cả quý vị chúng ta cũng sẽ hướng mắt về thắp ly và trải nghiệm niềm hạnh phúc nhất của chú rể Hoài Trương và cô dâu Thảo Linh. Kính thưa đến tất cả quý vị, tình yêu của Hoài Trương và Thảo Linh giờ phút này hai bạn đang bước vào một giai đoạn cao trào nhất khi tay trong tay sắc hạnh phúc. Và trong niềm hạnh phúc hòa quyện yêu thương hôm nay, chú rể Hoài Trương và cô dâu Thảo Linh đang nở những nụ cười hạnh phúc nhất. Và trong niềm hạnh phúc, chú rể Hoài Trương cùng thò thè với đôi tay nhỏ bé của Thảo Linh và nói rằng: Linh, từ khi chưa gặp Linh, lúc nào chưa cũng nhớ đến Linh. Trương, rất cảm ơn Thượng Đế đã cho Trương gặp Linh, ôm Linh trong vòng tay của Trương. Linh, sao mày là người của Trương cho đến suốt cuộc đời này? Dầu ai đi ngược về xuôi, đôi ta giật bài một lòng sắt son. Tình ta như rượu với men, đang say ngây ngất như đèn kết hoa. Em ơi ta hãy cùng nhau dâng lòng tóc bạc vẫn thương nhau hoài. Thắp ly ba lê chẳng rõ, có những giọt rượu hồng luôn luôn tuôn chảy. Đó là minh chứng rằng tình yêu của Hoài Trương dành tặng cho Thảo Linh và Thảo Linh dành tặng cho Hoài Trương. Em là một nửa đời anh là một nửa đời em. Thì hai mà một trọn đời có nhau, có chầu không thể thiếu cao cho mọi anh thắm cho tình anh say, cho tình yêu đẹp hôm nay sắc hoa màu cưới đẹp tình nửa đời. Và xin tất cả quý vị chúng ta cùng cho hai bạn mình một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, sự cao cả mà cha mẹ đã dành tặng cho con cái, chính quý vị trong con đối làm người có câu nói rằng: ơn cha kêu như non thái, tức mẹ hiền xuất tươi biển khơi. Dù cho nhân hết cuộc đời, không sao trả hết những người sinh ta. Và kính thưa quý vị, chú rể Hoài Trương, cô dâu Thảo Linh được khôn lớn và hạnh phúc như ngày hôm nay, đó là nhờ công ơn to lớn của cha mẹ. Và thay lòng yêu kính, xin mời hai bạn chân lên cha mẹ những ly rượu hiếu cho ngày vui hôm nay. Đi khắp thế gian, không ai thương con bằng mẹ. Tân tạo cuộc đời, không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông, không đông đầy tình mẹ. Mấy trời, lòng lòng không phụ kính công cha. Cha mẹ, hãy đón nhận hai điều này như lời chúc phúc của hai con rể đến hai cha hai mẹ. Và hai cha mẹ, từ nay hãy công nhận con Hoài Trương
là một chàng đề quý Thảo Linh là một cô dâu hiền, và hai con hứa sẽ yêu thương nhau đến suốt cuộc đời này để không mang phụ lòng của cha mẹ. Dùng lòng chúc phúc mẹ cha, vì con cha mẹ chồng già ân sâu kỳ nặng suốt đời không quên. Giờ đây Quang Trường sẽ mời tất cả quý vị chúng ta cùng nâng lên thật cao và cùng điểm 1, 2, 3 thật lớn để cho hai tôn gia chúng ta cùng chúc mừng cùng ly, và để cho đây Tân Lan chúng ta uống ly rượu cho bôi mừng hạnh phúc được không tất cả quý vị ạ? Ông Quang Trường sẽ điểm 1, 2, 3 go. Xin chúc hai tình tham gia thắm lại càng thắm, và để tất nhìn lời hay ý đẹp thì chúc lành cho chú rể Quang Trường và yêu Thảo Linh trong cái đường chinh phục tình yêu và hạnh phúc. Và để cho hai tình thông gia chúng ta sẽ có một cái mối liên kết và đoàn kết nhất để đúc kết những lời hay ý đẹp để đúc kết cho Hoài Trương và Thảo Linh cho cái đường chinh phục hạnh phúc. Giờ đây Quang Trường sẽ mời hai thông gia và hai bạn thông gia chúng ta cùng đứng đối diện nhau, bắt một chàng phát tay và một chàng ôm, đó là hiện tình thông gia đoàn kết nhất giữa hai thông gia. Ôi bao lời đau môi vẫn luôn thường giảm dối, có ai mà chắc chồng kính mời hai bà chúng phát tay luôn đi ạ. Chắc chồng kính mời hai bà xui. Kính thưa quý vị, một lần nữa Quang Trường thay mặt cho tất cả ekip chương trình dịch vụ đó thành phố, và thay mặt cho gia đình chủ hương nhà trai ông Giang Ngọc Thương và bà Nguyễn Thị Hồng Lạc, ấp Đường Chuyển, xã Hòa Thịnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, gia đình viên chủ hương nhà gái ông Bùi Văn Tàn và bà Hồ Thị Kim Trung, ấp Ba, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, xin chính thức cho chú rể Giang Hoài Trương và cô dâu Bùi Thị Thảo Linh.